Chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với bài hát hay nhất 2022 Big Song Big Deal, vòng thi cuối cùng. Đây là hai bạn thí sinh vừa có khả năng sáng tác và cũng có khả năng trình diễn rất tốt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với bạn Phương, bài hát đến từ Đặng Minh Trí, Treatment. Từ trước đến giờ thì một phần lý do của việc mà mình chưa hát đó là vì mình chưa biết mình là ai, mình chưa biết là mình sẽ hát điều gì. Bài hát này thì về cái cách em viết giai điệu hay là về ca từ thì anh cũng không có gì để chỉnh nữa. Nhưng mà bây giờ bài hát này nó đang ở mức 8 điểm. Dạ. Thì để nó lên mức 9, mức 10 thì em nghĩ phải cải thiện cái gì để nó lên 9, 10? Thật ra là cái mà em nghĩ đầu tiên là cái phần thể hiện của em. Không, anh thấy em hát rất là vừa vặn bài này luôn. Tức là cái anh tiếc nhất, cái bài hát này nó có một thứ có thể làm tốt hơn, đó là phần phối khí. À dạ. Tại vì sao biết không? Một bài hát như thế này mà nó bị thiếu đi một cái key melody của một cái bản phối thì nó sẽ rất là tiếc. Tại sao em nghe những cái bài hát ngày xưa, ví dụ như Kelly Whisper đi, vừa vào là đấy, có những cái bài hát ballad như thế này, hơn nữa là bài em chỉ có mới có 3 phút mấy thôi, thì anh nghĩ có một cái key melody cho intro và outro nó sẽ giúp cho bài hát của em nó mạnh hơn rất là nhiều. Qua quá trình luyện tập làm việc thì mình nghĩ là đến bây giờ khi bước lên sân khấu top 25 của bài hát hay nhất Big Song Big Deal thì mình đã sẵn sàng để kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình và nói cho mọi người biết rằng mình là ai, một chàng trai như thế nào. Vậy nên hãy cứ để mọi thứ
xuống. Tại sao em lên đó? Sân khấu là của bạn mà. Em thấy hồn em đang độc thân. Anh ơi, bây giờ em nói này nè, nhất cự ly nhì tốc độ, anh đứng đó là hơi xa rồi đó. Vỗ tay cho Ali mọi người ơi. Và bây giờ là thời gian để Trí sử dụng lý trí của mình. Anh đặc biệt yêu mến là bài hát này. Nếu không phải là giọng của Trí thì phải là giọng của Ali. Dù em quyết định như thế nào ha, thì nhưng mà anh vẫn offer thêm một con số từ anh nữa. 70 triệu. 70 triệu từ anh Nguyễn Hải Phong. Để xem những người còn lại họ yêu em đến mức nào. Dạ. Lần nãy giờ mọi người tranh giành nhiều quá nên thực ra em cũng rất là muốn được chia sẻ cái lý do mà vì sao lúc nãy em xuống phía dưới cùng mọi người. Thực sự em rất là cố gắng để tranh giành bài hát này về mình, nhưng mà tại sao lúc này em lại đứng ở đây và không lên sân khấu cùng với Chí Minh và mọi người? Tại vì cái điều mà em muốn đấy chính là em không muốn làm Chí Minh phân tâm. Em nghĩ rằng là trong đầu của Chí Minh hiện giờ thì cũng đã có cái kết quả rằng là bạn đã muốn để cái bài hát này cho ai rồi. Và thực sự là cái điều mà cả Eric cũng như là anh Phan Anh thực sự rất là yêu thích ca khúc này và rất là muốn dành thật là nhiều tình cảm cho ca khúc này. Nên là mong là bạn có thể hiểu. Và Eric nghĩ là kể cả anh Nguyễn Hải Phong hay là chị Nam Em hay là anh Ali cũng đều sẽ có thể làm cho ca khúc này thực sự tốt. Nên là mong là bạn sẽ có một cái sự lựa chọn thật đúng đắn. Cảm ơn em. Thật sự thì Nam Em cũng biết rằng là bài hát này nó không có hợp với Nam Em. Nên là nãy giờ kiểu tranh giành cho vui vậy thôi. Tranh giành cho vui vậy thôi. Chứ giờ xin phép em rút. Trời đất ơi. Em xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị ban giám khảo, các nhà đầu tư cũng như là quý vị khán giả. Ngay khi mà bài hát này bắt đầu em hát cho những người đầu tiên nghe thì đã có một cái tên mà đã được mọi người nhắc đến rất nhiều rằng là sẽ hợp với ca khúc này. Và em đã nghĩ là khi mà nhìn thấy người đấy xuất hiện ngày hôm nay thì cái lựa chọn của em nó đã quá dễ dàng rồi. Em không phải suy nghĩ gì thêm. Tuy nhiên thì khi mà có rất là nhiều những tình cảm, kỳ vọng như là của anh Ali Hoàng Dương thì đã, cái quyết định của em nó càng trở nên khó khăn. Hồi hộp hơn công bố tên Hoa hậu nữa quý vị. Là ai? Em nghĩ là sau khi mà đã suy nghĩ rất nhiều và bằng một cách tỉnh táo nhất có thể, thêm nhỏ và nữa là cái duyên, thì em sẽ chọn. Chọn ca sĩ Eric và anh Phan Anh. Chọn ca sĩ Eric và anh Phan Anh. Xin chúc mừng nhà báo Phan Anh và Eric. Và rất chúc mừng với anh Lý Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với thí sinh tiếp theo. Xin mời quý vị. Bài hát này viết về một tình yêu ở thực tại. Mặc dù lúc này chúng ta còn trẻ và chúng ta chưa có tiền, chúng ta chưa có thể cùng nhau đến những nơi xa hoa, nhưng mà chỉ cần ở bên nhau thì chúng ta đều là những ông hoàng và chúa trong thế giới của chúng ta. Chúng ta lãng mạn với những gì chúng ta có. Sau khi thật sự mình nghe cái demo của bạn thì mình rất là bất ngờ ấy. Tại vì bạn trong mắt mình là một cái gì đó rất là deep, rất là buồn sầu. Ví dụ như là mình nghe cái bài đầu tiên mà mình ấn tượng với bạn là To The Moon And Back, thì nó cũng là một gì đó rất là chill. Kể cả những cái bài hát mà bạn tham gia trong những cái vòng audition, nó cũng là những cái gì đó nó rất là bản ngã và nó rất là nghệ sĩ tính. Cái tự nhiên mình bật bài này lên mình bị sốc. Bởi vì nghe nó rất là fresh, nó rất là tươi mới và đặc biệt là nó rất là bắt tai nữa. Và mình nghĩ có thể bài hát này sẽ là một cái bài hát hit tiếp theo của bạn sau To The Moon And Back. Oh my god. Thì đó, bài hát này viết nó đã khá là lâu. Bài hát này cũng gần như là một trong những bài hát đầu tiên. Thì mình nghĩ là mình về mình sẽ cố gắng, mình có thể một cách nào đó, mình có thể mình khai sáng một khía cạnh nào đó trong bản thân mình để mình có thể mình truyền đạt thông điệp bài hát một cách tốt hơn. Chẳng cần Paris hay đã LA, chỉ cần bên nhau quên hết tháng ngày. Từng ngày trôi qua trong như mơ mộng, chỉ để than nghe sao thật lay động. Ngàn vì sao đang chứng giam chuyện tình yêu giữa nhân gian, lãng mạn như chuyện Shakespeare đã từng viết nên thế tình ca. Nàng đẹp xinh như muôn hoa, thì thầm reo như câu ca. Vào tai ta nguyện sẽ chẳng bao giờ nói đến câu rời xa. Cuộc đời gió anh mang những lời thì
Tuyệt vời, bạn ấy cực kỳ bay bổng trên sân khấu ngày hôm nay. Tôi nghĩ đây là một trong những bài hát hấp dẫn nhất đối với tôi cho đến giờ phút này. Yeah! Trên sân khấu chúng ta đang chứng kiến không phải là một thí sinh đi thi, mà chúng ta chứng kiến là một người nghệ sĩ đang cháy. Cái bài hát này nó hấp dẫn không chỉ về phong cách âm nhạc, nó hấp dẫn cả ở trong cái phần là lời hát nghe rất là quốc tế, nhưng nó lại là một cái nội dung rất là Việt Nam, rất là thời đại. Cảm ơn anh. Anh Ali, thua kêu này ta bày kêu khác. Em thấy anh có vẻ như đứng ngồi không yên đúng không ạ? Cảm xúc của Ali bắt đầu thay đổi sau khi những cái giai điệu đầu tiên của bài hát này cất lên. Sau khi mà xem bạn trình diễn xong hoàn toàn ở trên sân khấu, thật sự đây là một bài hát nó có thể phù hợp với Ali rất rất là nhiều, và cũng phù hợp với chính bạn luôn. Cái này phải công tâm mà nói như vậy. Bạn viết ra và bạn hiểu về bài hát này nhất. Ali cũng mong là cũng có thể một trong những người bạn có thể nhắm tới để mà gửi gắm một cái ca khúc hay như vậy cho Ali. Hồi nãy em được đứng lên sân khấu và em biểu diễn, cảm giác em rất cực kỳ hạnh phúc. Đó là cảm giác tự do. Em cảm thấy một cái sự đồng cảm cực kỳ lớn, và cảm thấy cực kỳ xúc động khi mà Ali nói như vậy. Nhưng mà không phải ngày hôm nay. Sorry. Ok, ok. Tụi mình có thể ngồi jam với nhau được. Tụi mình có thể cùng nhau làm, cùng nhau sáng tạo một ra một cái thứ gì đó vượt tầm Ali bây giờ. Mình hứa với Ali điều đó. Oh my god. Không phải hôm nay, nhưng không có nghĩa là không phải ngày mai đúng không ạ? Một lời hứa hẹn rất lớn đến từ Lê Công Thành và Thanh Huyền tin là sự kết hợp giữa Công Thành và Ali là một điều gì đó rất tuyệt vời mà quý vị khán giả ở đây đang mong chờ. Bạn nhìn thấy được cái ước mơ của Ali, và bạn đang nói rằng tôi từ chối bạn để tôi sẽ cùng bạn thực hiện một ước mơ, chắp cánh ước mơ đó cho bạn. Và tôi thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà tôi nhìn thấy cái cách của bạn. Bạn là một người có nhiều tình cảm, và tôi nghĩ rằng sắp tới thì tôi sẽ cùng đồng hành cùng với bạn. Trong cái bài hôm nay á, thì tôi sẽ
tư là 50 triệu. Và bây giờ chúng ta có một lời đề nghị đầu tư từ chị Khánh ở đây là 50 triệu đồng cho ca khúc này. Bạn là một trong những cái nhân tố mà thực sự là VBank Prime hướng tới. Lê Công Thành, bạn có muốn chốt deal ngày hôm nay hay không? Hay sẽ là một nhà đầu tư khác, một thời điểm khác? Tôi không phải là nhà sản xuất, nên là nếu như mà bài này bạn đi với tôi thì chắc chắn là người hát sẽ là bạn. Tại vì cái tôi thích là cái chất của bạn đối với tôi. Thì tôi nghĩ bạn là người thể hiện bài hát tốt nhất. Cái quan trọng với em không phải là tiền, mà qua cái quan trọng với em là điều đó. Cảm ơn chị ạ. Chúc mừng chị. Quan trọng là bạn ấy được thể hiện bài hát của mình. Và đó là cái giá của sự tự do. Chúc mừng Lê Công Thành Hooligan ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hai ca khúc cực kỳ xuất sắc, và bài hát nào sẽ chiến thắng ngày hôm nay? Ngay bây giờ sẽ là thời gian quyết định từ ban giám khảo và các bạn khán giả trong trường quay. Thời gian bắt đầu. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta chính là hai thí sinh xuất sắc nhất trong tập ghi hình này. Và hai bạn cũng đang có cho mình được những deal rất hấp dẫn với một giá trị thương mại khá cao. Hai bạn có sẵn sàng thách đấu với nhau hay không? Nếu như thua cuộc thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ thuộc về người kia. Trí Minh có chấp nhận thử thách này không? Thật sự là em nghĩ là mình phải có những cái độ tự tin thì mình mới chấp nhận. Ở đây cái phép so sánh giữa hai bài hát của chúng em hơi quá khác nhau. Vì vậy nên là em xin từ chối lời thách đấu. Và em sẽ không thách đấu ạ. Không thách đấu, thưa quý vị. Bây giờ sẽ là kết quả của chương trình. Bài hát hay nhất trong tập ghi hình này là một bài hát vừa được đề cao về tính chuyên môn âm nhạc và đồng thời cũng nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ đại đa số khán giả. Và đó chính là bài hát đến từ thí sinh Lê Công Thành. Thanh Huyền không hơi chia buồn với lại Trinh Minh đâu, bởi vì ngày hôm nay bạn đã có cho mình được một deal rất tốt. Và đây là năm bạn thí sinh cực kỳ tài năng của chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc mừng các bạn. Và tôi xin được mời bà Trần Hoài, Nhật Khánh, nhà đầu tư thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng, sẽ cùng lên sân khấu để trao hoa đến với bạn thí sinh chiến thắng Lê Công Thành. Xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào chủ nhật tuần sau lúc 21:15 trên kênh VTV3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. VPBank Prime, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.